Vâng, cái này thì ba bạn cứ đặt ở dưới ạ. Tôi nghĩ thế này, có một cái câu nói vui vui là thịt gà đàn bà xôi nếp phải ăn bằng tay. thì cho phép chúng tôi dùng tay nhé. Ấn tượng đầu tiên của em đối với cô gái trước mặt đó là điều đầu tiên thì em rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Điều thứ hai thì em cũng rất là hoạt ngôn giống anh Trung. Điều thứ ba thì nghe cái tiếng nói của em cảm thấy là em là một người rất là mạnh mạnh và năng động. A few moments later. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay khả năng là tôi vẫn cứ đứng ở đây thôi. Em nói rồi. Cho em xin khi trà đi. Bởi vì là tôi chỉ cần giới thiệu. Tôi chỉ cần giới thiệu là người tiếp theo xuất hiện đi, rồi phần còn lại thì có Jasmine Thanh dạ, nói cho tôi. Dạ. Anh Trung đề cao em quá hà. Em cảm ơn anh, nhưng một lần nữa thì cơ trưởng. Nếu không có cơ trưởng thì chuyến bay không thể nào. Em yên tâm, anh đang bật. Em yên tâm, anh đang bật máy bay bay bằng chế độ tự động. Gọi em vậy là em không phải lái chiếc máy bay nữa. Em mời. Và có thể hôm nay là ngày đặc biệt. Mọi người cứ nói đi. Bên này chúng tôi đang có cái giải trí riêng. Dạ. Lát nữa hai bạn. Hai ba. Một hai. Rồi, tụi em thấy bên nó vui quá à. Thôi được rồi, bây giờ bọn anh không chơi nữa, bọn anh chuyển sang ngắm bọn em.